Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Đầu Tư Tài Chính Tự Do. Thì ngày hôm nay như thường lệ chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá phân tích về diễn biến của thị trường. Từ đó chúng ta sẽ đưa ra những cái góc nhìn, những cái nhận định về thị trường ở trong những phiên sắp tới. Anh chị nào hiện tại đang xem video của em, nếu thấy video của em là hữu ích thì đừng quên là bấm like video này cũng như subscribe kênh, đăng ký kênh nếu anh chị chưa đăng ký để có thể nhận được những cái thông báo sớm nhất về video của em hàng ngày. Ngoài ra thì bởi vì theo thuật toán của YouTube nó sẽ hỗ trợ đề xuất những video có nhiều like cũng như là có nhiều bình luận. Do đó nếu anh chị nào mà yêu quý em thì ngoài việc là bấm like video này, mọi người có thể để là một cái bình luận ở phía bên dưới này về cổ phiếu, về danh mục, về các cái vấn đề liên quan đến thị trường, hay đơn giản là chúng ta chào nhau, chúng ta tương tác với nhau thông qua cái phần bình luận để giúp cho video của em được đề xuất nhiều hơn. Thì em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và ở phía dưới cái phần mô tả video này em có để thông tin liên hệ của em là Zalo và số điện thoại. Thì anh chị nào mà hiện tại đang có nhu cầu muốn tìm kiếm một cái bạn môi giới hỗ trợ tư vấn anh chị ở trong quá trình đầu tư về cổ phiếu, về danh mục, có thể là kết bạn Zalo với em hoặc là trợ lý của em để được hỗ trợ. Thì cảm ơn chị rất là nhiều ha, vì đã luôn theo dõi, đồng hành cùng em ở trong những cái video. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá phân tích về diễn biến của thị trường ở trong phiên ngày hôm nay. Thì ngày hôm qua em có làm một video nói về việc là chúng ta sẽ nên quan tâm những cái mã cổ phiếu nào, tức là những cổ phiếu nào chúng ta không nên bỏ lỡ ở trong giai đoạn này, đặc biệt là trước khi thị trường vượt qua được cái vùng kháng cự là 1.300 điểm. Thì rõ ràng chúng ta thấy được là ở giai đoạn vừa rồi cái sức mạnh giá của cổ phiếu nó có tầm quan trọng như thế nào. Anh chị nhớ là giai đoạn trước em có liệt kê cho anh chị những cái mã cổ phiếu trong được khách hàng của em luôn, và cho nhớ anh chị nào mà xem YouTube của em luôn, mọi người biết được là những cái mã cổ phiếu mà nó giữ được cái nền ở phía trên, đúng không? Thì đoạn vừa rồi thì sau khi mà những cổ phiếu nó chạy như là GVR, MWG, BCM hay là HH vân vân, thì ngày hôm nay tiếp tục vẫn có những mã cổ phiếu nó bứt phá đi lên được, mặc dù là ngày hôm nay là một ngày mà thị trường bị chốt lời khá là mạnh. Như là Hasako. Đấy, Hasako là cổ phiếu mà ngày hôm qua mình cũng vừa đề cập tới luôn. Em cũng nói rằng là gì là động lực chính của Hasako, đó chính là đến từ cái việc là ngày 1 tháng 8 chúng ta sẽ có giảm 50% lệ phí trước bạ. Đây là thông tin hỗ trợ cho nó. RI thì vẫn tiếp tục bứt phá đi lên. Nó đang tăng ở nhịp 1 nên cơ bản chỉ là mình đang cầm RI thì vẫn có thể cầm tiếp, không cần quá lo ngại về cái vấn đề là ở trong ngắn hạn nó bị chốt lời. Bởi vì dòng tiền đứng ngoài vẫn đang chờ tham gia với nó thôi. Giống như trong trường hợp là nếu nó có bị chốt lời về lại đâu đó khoảng tầm là giá 65, 68 thì chắc chắn vẫn sẽ còn cái lượng tiền bắt đáy để chờ mua, và sau đó đưa cổ phiếu quay về kiểm tra là cái vùng kháng cự lên quanh 70-71 lần nữa. Do đó nếu chị nào đang cầm RI hiện tại thì không cần phải quá lo lắng về những cái đợt bán đầu tiên của nó, mà có thể cân nhắc nếu mà nó bị chốt lời xuống thì mình có thể là canh mua thêm cũng được đối với lại RI ha. Còn lại thì ngày hôm nay bắt đầu một vài những cổ phiếu, đặc biệt là những cổ phiếu mà đã tăng tốt ở cái đoạn vừa rồi bắt đầu bị chốt lời. Đây, em lấy ví dụ là cổ phiếu nào tăng tốt ở đoạn vừa rồi, nhưng mà cổ phiếu nhóm ngành hóa chất, đúng không? Ngày hôm nay CSV ở trong phiên có áp lực bán, và thậm chí ở trong phiên có thời điểm nó chạm được cái mức là 36.1, tức là đây là một cái mức giá được coi là giá sàn, gần như là giá sàn đối với lại CSV. Hay là chúng ta có những cổ phiếu ngành phân bón sau đoạn tăng vừa rồi thì cũng bắt đầu gặp áp lực chốt lời ngày hôm nay, như là DCM, DBM. Đấy, bên cạnh đó thì nhóm cổ phiếu trụ thì mình có những cái mã như là FPT ngày hôm nay vẫn bị bán nè, ngày hôm nay FPT giảm đến gần 3%, MWG thì ngày hôm nay cũng giảm nhẹ lên quanh khoảng tầm 2-2.5%. Đó là một trong những yếu tố gây sức ép lên cái chỉ số của thị trường ở trong phiên ngày hôm nay. Còn những cái nhóm ngành mà nó mang tính chất gọi là dẫn dắt, mà cái tính chất đại diện mà em thường nói thì ngày hôm nay như thế nào? Thì như là nhóm chứng khoán đi, thì đoạn vừa rồi có một vài những cổ phiếu vốn hóa bé nó bật lên được, nhờ vào câu chuyện là nó đang kỳ vọng là kết quả kinh doanh quý 2 nó sẽ được cải thiện. Như là Đồng Việt thì ngày hôm nay bắt đầu gặp cáo buộc chốt lời ngược trở về. FTS này, BVS này, CTS này, một vài những cổ phiếu bật tốt ở đoạn vừa rồi thì ngày hôm nay cũng bị chốt lời từ 1-2%, tức là bắt đầu xuất hiện cáo buộc chốt lời lanh quanh cái vùng kháng cự này. Mọi người nên nhớ rằng là ở giai đoạn hiện tại là một giai đoạn tìm điểm mua mới là cực kỳ khó. Em phải nhấn mạnh cái từ là cực kỳ khó, bởi vì cái sự phân hóa nó quá lớn đi. Nó là sự phân hóa giống như kiểu là hai thái cực hoàn toàn được chia ra của hai phe, phe ở nửa bên trên và phe ở nửa bên dưới vậy đó. Mọi người thấy được là vẫn có những cổ phiếu vượt đỉnh, đúng không? Ngày hôm nay Hasako nó vẫn vượt đỉnh bởi vì nó là cổ phiếu bên trên. Nó là cổ phiếu bên trên, tức là dòng tiền vẫn đang nằm trong cổ phiếu này, nó chưa thoát ra khỏi cổ phiếu này. Và giai đoạn vừa rồi khi thị trường bị chốt lời thì nó vẫn hấp thụ là cái lượng cung bán ra. Đó là lý do vì sao nó vẫn vượt đỉnh được ở trong cái giai đoạn vừa rồi. Hay là đoạn vừa rồi mình có những cái mã như GVR, có những cái mã như là phân bón hóa chất DCM, là cổ phiếu mình cũng đưa ra ví dụ của mình ở trong cái mô hình Bayton. Những cổ phiếu ở nền trên thì nó vẫn tăng tiếp được và nó vượt đỉnh so với lại thị trường. Trong khi đó thì những cổ phiếu nhóm ngành bất động sản như DSG hay DIG thì vẫn lình xình ở cái vùng nửa biên dưới. Nó cho thấy rằng là gì? Là đối với các cổ phiếu này, cái quá trình tạo đáy, cái quá trình cân bằng nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Đó là bản chất ở trong xuyên suốt cái giai đoạn vừa rồi. Nên nếu đoạn vừa rồi mà chúng ta chọn sai cái nền văn minh, hoặc chúng ta tham gia những cái nhóm ngành mà đang ở nửa biên dưới, thì chắc chắn là cái danh mục của mọi người đa số là sẽ không tăng được quá nhiều, thậm chí là còn giảm, dù là thị trường đã về tìm cận cái đỉnh cũ phía trên này, lanh quanh 1.280-1.300 điểm. Thì ngày hôm nay em sẽ đi trả lời câu hỏi cho mọi người rằng là sau phiên điều chỉnh giảm, sau phiên bán ngày hôm nay,
thị trường nó sẽ như thế nào, nó có đảo chiều gãy luôn hay chưa, hay là nó sẽ có xu hướng bật trở lại được. Thì đầu tiên là mình nhìn thấy được là nếu mà xét về cây nến bán ngày hôm nay thì cây nến ngày hôm nay có thể được xem là cây nến bị bán với biên độ lớn đầu tiên kể từ quanh 1240, tức là kể từ khi mà chúng ta tạo đáy bật lên lanh quanh 1240 thì ngày hôm nay là một cây nến bán đầu tiên với volume tương đối và biên độ khá là lớn. Nếu những cây nến trước đó cũng bị bán nhưng mà đa số đều rút chân trở lại được thì ngày hôm nay chúng ta không rút chân được, thậm chí chúng ta đã phủ nhận luôn cả cây nến tăng ngày hôm qua. Nó cho thấy ở trong ngắn hạn là cái lượng cung đang áp đảo hoàn toàn ở lanh quanh cái vùng là 1280, 1200, 1300 điểm này, tức là lanh quanh cái vùng kháng cự này. Đấy, bởi cái lượng cung kẹp hàng ở phía trên trước đó là cái người mà người ta chưa bán được, người ta bị kẹp hàng cái giá cao. Thì người ta có xu hướng là người ta sẽ bán ra nhiều hơn cái vùng này, người ta chốt lời. Điển hình là những cổ phiếu mà giảm điểm mạnh ngày hôm nay thật ra đều là những cổ phiếu mà nó đeo ở bên trên hết. Là những cổ phiếu mà đã tăng mạnh vừa rồi, những cổ phiếu đã vượt đỉnh. Còn đa số những cổ phiếu ở bên dưới ngày hôm nay thật ra không giảm quá nhiều, nó chỉ giảm lanh quanh 1% thôi. Bởi vì nó đã giảm quá nhiều rồi thì thật ra thì nó cũng không có cung nhiều nữa. Giai đoạn này đa số thì nhà đầu tư cá nhân người ta đang cầm thì người ta cũng đang nằm im rồi, bởi vì người ta đang chịu một cái mức lỗ rất là lớn, nên khi đó thì áp lực bán chốt lời chính sẽ đến những cổ phiếu mà nhà đầu tư người ta có lãi người ta bán ra ở cái vùng phía trên này. Thì sau những cái nến bán đầu tiên như thế này thì cái điều đầu tiên mà em có thể khẳng định với mọi người là cái xu hướng phục hồi của thị trường là nó chưa kết thúc. Đó là cái điều đầu tiên mà em khẳng định được với mọi người, bởi vì đơn giản là sau một cái chuỗi tăng điểm tốt, chúng ta tăng từ 1240 lên 1290 là 50 điểm thì một cây nến giảm 5 điểm chưa là vấn đề so với lại cái đợt tăng vừa rồi. Đồng nghĩa rằng hiện tại chúng ta thực tế chỉ là đang bị chốt lời trong một cái đợt phục hồi. Bên cạnh đó, nếu xét về cái gọi là cái lý thuyết hai đỉnh mà chúng ta thường nói ở trong cái đợt tăng lần này thì rõ ràng xét ở cái đồ thị giờ thì VN-Index chúng ta đang điều chỉnh ở cái nhịp đầu tiên. Tức là chúng ta chưa quay về kiểm tra lại cái vùng đỉnh cũ phía trên này lanh quanh khoảng tầm 1290, 1300 điểm. Giống như ở đây mọi người thấy được là mặc dù á cái vùng lanh quanh 1300 này thị trường rất là nhanh này, nhưng mà ở cái đồ thị giờ là nó có quay về nó kiểm tra nha. Sau một cái đợt bán đầu tiên thì nó có quay về nó kiểm tra lại lần thứ hai và nó test lại hai lần không thành công, không vượt được cái ngưỡng 1305 thì nó mới bị thủng ngược. Thì ở cái đợt điều chỉnh giảm lần này thì chúng ta kỳ vọng rằng là VN-Index vẫn sẽ còn một cái lượng cầu đứng ngoài đang chờ mua. Cái lượng cầu đứng ngoài đang chờ mua. Khi thị trường điều chỉnh thì nó sẽ quay về nó kiểm tra lại cái vùng kháng cự lăn quanh 1295, 1300 điểm một lần nữa. Tức là nó sẽ có một cái đợt bull lên nữa. Đó lý do vì sao mà những anh chị nào mà chúng ta lỡ chúng ta đu hàng giá cao, những anh chị nào mà chúng ta gọi là đang hoang mang, đang lo lắng quá nhiều về thị trường thì tạm thời mọi người có thể yên tâm được ở trong cái đợt bán lần này. Nó sẽ chưa bẻ gãy được cái xu hướng phục hồi của thị trường. Hay bởi vì đoạn vừa rồi đa số chúng ta hồi với cái momentum khá là tốt. Thì trong bối cảnh nó có bị chốt lời thì cái lượng tiền đứng ngoài vẫn đang chờ mua mà. Một hình dung là đoạn vừa rồi cái lượng tiền đứng ngoài vẫn đang chờ mua khi mà nó về lại những cái vùng hỗ trợ, những cái vùng hỗ trợ đủ mạnh. Vậy thì vùng hỗ trợ nào là vùng hỗ trợ đủ mạnh? Đó là câu hỏi số 2 mà chúng ta phải đi trả lời. Thì đó chính là cái vùng mà có cái lượng volume giao dịch lanh quanh đó nhiều nhất. Thì cá nhân đánh giá hiện tại đó chính là cái ngưỡng 1280. Đó chính là cái ngưỡng 1280. Bởi vì 1280 là cái vùng mà chúng ta đã có một cái đoạn sideways lanh quanh 1280, cũng như là trước đó 1280 nó là một cái ngưỡng cản tâm lý. Thì khi mình vượt qua được cái vùng kháng cự tâm lý này thì cái vùng 1280 nó sẽ vô tình trở thành một cái vùng gì, một cái vùng hỗ trợ ở trong cái đợt bán xuống. Thì ở trong cái đợt bán lần này cũng vậy, 1280 vẫn sẽ đóng vai trò hỗ trợ ở trong cái đợt rung lắc lần này. Và tức là lượng cầu nhiều khả năng nó sẽ bắt đầu tham gia dần lanh quanh cái ngưỡng tầm 1280. Đấy, còn nếu anh chị nào mà gọi là theo cái hướng gọi là trend line đó, theo cái xu hướng gọi là kẻ đường trend line á, thì mọi người kẻ cái đường trend line đó ở đây thì đoạn vừa rồi cái xu hướng điều chỉnh giảm của mình nè. Bản chất là thị trường vẫn sideways nha, em thì em vẫn giữ quan điểm thị trường sideways. Bởi vì sao? Bởi vì thị trường vẫn chưa có nhằn dẫn, chưa có dòng dẫn để giúp cho VN-Index vượt qua được cái vùng kháng cự trên này. Mọi người thấy được là em vẫn luôn nhấn mạnh, hầu như video này cũng nhấn mạnh với mọi người, thị trường muốn vượt đỉnh buộc phải có một cái nhóm ngành mang tính đại diện. Đại diện ở đây là sao? Tức là cái nhóm ngành mà có nhà đầu tư cá nhân tham gia nhiều, là những nhóm ngành nào? Là chứng khoán này, là thép này, là bất động sản này, là những cái nhóm ngành mà nhà đầu tư cá nhân người ta rất thích tham gia và danh mục người ta nắm giữ nhiều những cổ phiếu đó. Thì đó mới là những cổ phiếu mà khi nó tăng lên, khi nó vượt đỉnh thì chắc chắn nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng tâm lý rất tốt và nhà đầu tư người ta sẽ tự tin hơn rất nhiều trong cái việc là tham gia vào thị trường lanh quanh cái vùng kháng cự này. Còn nếu mà thị trường bây giờ cứ dùng Vietcombank, cứ dùng những cái mã BIDV mà kéo chỉ số lên thì thực tế không bao giờ đi xa được. Mà nếu có vượt qua được 1300 đi chăng nữa thì chắc chắn cái lượng cung nó cũng sẽ chốt lời ngược trở về thôi. Đó là cái bài toán lớn nhất hiện tại của VN-Index. Chúng ta vẫn đang thiếu dòng dẫn để vượt qua được kháng cự. Và thêm một cái điều nữa mà em muốn nhấn mạnh với mọi người là ở những cái phiên mà vừa kháng cự á, ở đây mình nói nha, đây là về mặt kỹ thuật thôi. Tại như em nói thì em đã nhấn mạnh cho mọi người là mọi người không cần lo về cái phiên bán ngày hôm nay, vì chắc chắn chúng ta vẫn còn tiền đứng ngoài để mà chờ mua, cũng như là chúng ta vẫn sẽ có những cơ hội thôi. Tất nhiên là những cơ hội đó không phải là cho toàn bộ cổ phiếu, ấy nó là sự chọn lọc,
và đặc biệt là cái sự phân hóa của thị trường đang cao mà, thì tất nhiên những cổ phiếu như em nói ngày hôm trước em đưa ra cho 12 tiêu chí, người vẫn nhớ giùm em hai tiêu chí đó. Tiêu chí đầu tiên là các cổ phiếu có sức mạnh giá tốt hơn thị trường, những cổ phiếu đang giữ nền cao hơn thị trường, thì em list ra một loạt rồi, em cũng chỉ mọi người cách nhìn ra cái đó rồi, thì mọi người có thể xem lại cái danh mục của mình hay là những cổ phiếu mà anh chị đang quan tâm nó có cái kiểu đó hay không. Thứ hai là cổ phiếu được kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 2 tốt, bởi vì từ đây cho tới quý 2 có báo cáo tài chính khoảng một tuần nữa thôi, thì những cổ phiếu nào mà có kết quả kinh doanh tốt thì nó vẫn sẽ tăng tiếp được đấy. Thì những cái nhóm ngành như là thép, ngày hôm nay thép thật ra vẫn bước được nha, thật ra Hoa Sen, Nam Kim bị chốt lời, nhưng mà mọi người thấy được là trong ngành thép á, GDA nó vẫn tăng được 3%, TVN cũng là ngành thép ngày hôm nay cũng tăng được ở trong phiên được 2%, rồi SMC những cái mã cổ phiếu ngành thép, trong khi đó thì ở trong phiên thì Hòa Phát, Nam Kim, Hoa Sen nó vẫn bước lên được, nhưng mà cuối ngày nó bị chốt người trở về do cái tính thị trường của ba cổ phiếu đó nó cao, cái tính thị trường nó cao, tức là khi thị trường bị chốt lời thì tất nhiên là nhà đầu tư cá nhân người ta sẽ bán những cái ngành đó rồi, những cổ phiếu đó rồi, bởi vì những cổ phiếu đó thì nhà đầu tư cá nhân người ta cầm nhiều đấy. VGS cũng là thép này, ngày hôm nay nó vẫn bước lên được 9%, tức là ngành thép mà là một ngành mà nó đang có cái động lực tăng giá tốt so với những ngành còn lại, sức mạnh giá là vẫn tốt hơn, nhưng mà nó vẫn chưa gọi là thực sự chủ động vượt qua được cái vùng kháng cự của nó. Ví dụ Hòa Phát là quanh 30, Hoa Sen thì lăn quanh đâu đó khoảng tầm là 25.5 và phía trên này 26, hay là Nam Kim thì cũng là cái gáp lăn quanh 25.5 này vẫn chưa vượt hẳn lên trên được, mà gặp cáp là chốt lời người trở về. Thì đối với ngành này thì cá nhân đánh giá là vẫn sẽ cần thêm thời gian để sao quay, bởi vì khi mà nó rướng lên, nó vượt lên trên mà nó chưa vượt được thì đồng nghĩa là cung vẫn còn. Mà nếu cung vẫn còn thì buộc phải hấp thụ cái lượng cung đó, thì nó sẽ cần thêm thời gian để hấp thụ lại cái lượng cung đó, và có thể nó sẽ phù hợp với lại một cái nhịp điều chỉnh của thị trường, kiểm tra lại cái lượng cung lăn quanh đâu đó 1270-1280, cũng như là để cho ngành thép nó có cơ hội nó nghỉ ngơi, nó hấp thụ lại cái lượng cung đó trước khi mà nó quay trở lại, nó kiểm tra lại cái vùng kháng cự đó một lần nữa, tương đương với lại cái đoạn mà thị trường sẽ quay về kiểm tra lại cái vùng kháng cự 1280-1290 phía trên này một lần nữa ha. Thì mọi người nhớ cái đó giùm em, đó với lại thị trường, mình có thể tạm yên tâm về cái đợt bán lần này, bởi vì chúng ta vẫn còn cái lượng tiền đứng ngoài để chờ mua, đó với lại VN-Index. Rồi, đó là hai cái yếu tố để mà em muốn mọi người quan tâm về thị trường ở trong phiên ngày hôm nay, dành cho những anh chị nào mà quan tâm cái nến ngày hôm nay có tiêu cực hay không. Có, ngày hôm nay phủ nhận phiên ngày hôm qua tăng hoàn toàn, đúng không? Những cổ phiếu ngày hôm nay điều chỉnh giảm là những cổ phiếu trụ, những cổ phiếu mà giai đoạn vừa rồi đã nỗ lực tăng giá, những cổ phiếu đã chủ động vượt đỉnh, đó là cáo đến từ chốt lời, nhà đầu tư có lời người ta bán ra sao có đoạn tăng tốt vừa rồi của những cổ phiếu đó. Còn những cổ phiếu này ngày nào mà đoạn vừa rồi giảm nhiều thì đa số ngày hôm nay là không thể là không giảm quá nhiều so với lại thị trường. Đa số ngày hôm nay là không giảm quá nhiều, bởi vì đơn giản là nó cũng không có quá nhiều cung đeo bám. Đấy, đó là cái thứ nhất ha. Và cái thứ hai nữa là về cơ bản là chúng ta vẫn đang ở trong nhịp một, lượng tiền đứng ngoài vẫn đang chờ mua, chúng ta vẫn sẽ còn một cái đợt bull để quay về kiểm tra lại cái vùng kháng cự đó. Và hãy nhớ giùm em, cái đợt bull rất quan trọng, cái đợt bull quay về kiểm tra. Nhìn đồ thị ngày không ra thì có thể nhìn đồ thị giờ để xem cái lực cầu của nó như thế nào. Nhưng mà cái đợt bull đó nó sẽ đóng vai trò quyết định là thị trường có vượt tiếp được cái kháng cự này hay không, hay là chúng ta lại phải sideways. Tại hay là chúng ta lại phải sideways. Thì nhớ giùm em nha, ở đây chúng ta nhìn về quá khứ thôi. Ở trong quá khứ thì theo kinh nghiệm của em thôi, thì thật ra là đa số những cái phiên mà nó vượt qua kháng cự mạnh thì cái yếu tố tiên quyết vẫn là volume. Em nói với mọi người là dù cho chỉ số nó tăng như thế nào đi chăng nữa thì volume vẫn là cái yếu tố tiên quyết, mọi người đồng ý không? Volume vẫn là yếu tố tiên quyết. Anh chị có thể biến động giá cổ phiếu rất đơn giản, nhưng mà volume là cái mà không giấu được. Vì sao? Chúng ta nhìn đồ thị á, nếu mà forex, anh chị là đánh forex á, forex họ không nhìn volume, đôi khi họ không nhìn volume mà họ chỉ dùng price action thôi, tức là họ dùng cái đồ thị giá thôi. Bởi vì đơn giản là họ có thể nào thống kê được hết volume ở trên toàn thị trường, cũng không có một cái sàn nào mà gọi là có thể đứng ra, một cái bên thứ ba đứng ra để thống kê được toàn bộ giao dịch ở trên toàn thị trường. Họ có thể thống kê một khu vực nhất định, nhưng mà họ không thể nào thống kê được toàn bộ cung cầu ở trên thế giới. Đó lý do vì sao mà ở forex thì nhiều cái sàn khác nhau nó sẽ có cái số liệu khác nhau. Nhưng mà ở Việt Nam mình lợi thế là chúng ta thống kê được cái khối lượng đó, cái khối lượng mua bán đó, và chúng ta thống kê được cái yếu tố cung cầu. Anh chị có thể biến động giá như thế nào cũng được, nhưng mà volume là cái không thể nào giấu được. Giá có thể tăng rất tốt, nhưng nếu volume không tăng, chắc chắn một nhịp tăng đó là nhịp tăng không bền vững. Và ngược lại, ở những cái đợt điều chỉnh giảm, nếu mà thị trường bị bán đi kèm lại khối lượng thấp thì chắc chắn rằng thị trường sẽ sớm tạo đáy và quay trở lại. Đó là kinh nghiệm cũng như là những cái vấn đề chúng ta cần lưu ý. Vậy thì rõ ràng để vượt đỉnh thì mình sẽ cần khối lượng, mình sẽ cần một cái phiên tăng với khối lượng tốt hơn để chủ động vượt được cái vùng kháng cự này. Thì mọi người nhìn đi, đa số những cái phiên mà vừa kháng cự quan trọng thì thông thường nha, thông thường hoặc là nó sideways ở kháng cự, sau đó vượt đỉnh đi kèm với một cái phiên bước lên với khối lượng lớn. Nhưng mà cái phiên bước đó thông thường là gap, mọi người nhớ giùm em nha, phiên bước đó thông thường là gap. Bởi vì sao? Bởi vì những cái gap nó sẽ đóng cái vai trò rất quan trọng trong cái việc là tạo tâm lý nghi ngờ. Đấy, mọi người cứ hình dung đi, thông thường khi mà thị trường vượt đỉnh thì nó mở gap thì kiểu gì nhà đầu tư người ta cũng sẽ bán ra. Mà sau những cái gap đó mà nó đóng được, thứ nhất là đóng được
tăng đi kèm với lại thanh khoản cao, thì thông thường những cái gap đó là những cái gap mang tính chất là phá vỡ, và trong phân tích kỹ thuật thì chúng ta gọi là breakaway gap. Breakaway gap có rất nhiều loại gap, có những loại gap mở ra là phải lắp lại. Tại sao gap này mở ra phải lắp lại, trong khi đó gap này mở ra thì không cần lắp lại? Thì một tao sao nó quay về nó test là cái gap nó bật lên tiếp được và nó hình thành một cái xu hướng tăng ở giai đoạn sau đó. Đó, bên này cũng vậy thôi. Đấy, tại sao gap này không lắp lại, mở gap bước đi lên đấy, và sau đó có những cái nhịp bán ngược trở về nhưng mà không bao giờ quay về lắp gap ở trong cái xu hướng đó, ở trong cái xu hướng đó nha, chứ không phải nói là gap này thì sau đó cũng quay về lắp lại thôi. Ở đây quan trọng là mình nên đánh giá một cái chu kỳ trong cái chu kỳ đó, chứ việc mà giá nó biến động trong một cái vùng giá vài năm trời thì mình nói làm gì, đúng không? Quan trọng là trong cái chu kỳ đó. Tại sao gap này bị lắp lại, gap này bị lắp lại nhưng mà gap này không bị lắp lại, thì rõ ràng cái gap nó sẽ đóng vai trò mang tính chất gọi là tùy vào cái vị trí nó nằm ở đâu. Ví dụ như gap ở đây nó là một cái giai đoạn sideways, một cái giai đoạn gọi là hiệu chỉnh. Nếu anh chị nào học phân tích kỹ thuật thì chúng ta gọi là một cái giai đoạn hiệu chỉnh. Hiệu chỉnh tức là giai đoạn mà giá bắt đầu thu hẹp biên độ, biến động lình xình ở trong một cái biên độ. Thường ở giai đoạn đó thì cung cầu nó khá là cân bằng với nhau. Lượng cung nó xuất hiện ở đâu? Ở cái đường trên la xuống này. Cứ giá chạm biên trên là bị tán người trở về, giá chạm biên trên là bị tán người trở về. Cầu đến từ đâu? Cầu là ở cái vùng biên dưới này. Cung cầu bắt đầu thu hẹp dần về một cái vùng rất hẹp và hình thành một cái đoạn sideways. Thì khi mà giá nó break qua khỏi cái đoạn sideways đó, hay nói cái khác là nó break qua được cái đường trendline phía trên này, thì khi đó nó sẽ có một cái lượng cầu vào nhiều hơn. Và chính cái phiên mở gap này chính là cái phiên bắt đầu cho một cái xu hướng tăng mới của thị trường. Thì đoạn này VN-Index mình đang gặp cái vấn đề là gì? Chúng ta vẫn đang sideways. Tức là chúng ta vẫn phải cần một cái phiên phá vỡ qua cái xu hướng sideways đó, đi kèm với lại yếu tố khối lượng. Và nếu có gap thì càng tốt. Nhớ nha, nếu có gap up thì càng tốt. Bởi vì cái gap đó nó sẽ là gì? Nó sẽ là hỗ trợ và nó sẽ là cái mốc để đánh dấu rằng thị trường đã chuyển đổi trạng thái từ sideways sang xu hướng tăng mạnh mẽ hơn. Mọi người nhìn đi, không chỉ ở đây đâu, hầu như tất cả những cái đoạn sideways gọi là đủ dài thì đa số khi vượt qua cái vùng sideways đó, cái vùng kháng cự đó, thì mình đều cần một cái gap up mở ra, một cái gap up mở ra đi kèm với lại khối lượng lớn. Và thông thường sau khi mà kiểm tra lại cái vùng gap đó thì thị trường nó sẽ có xu hướng gì? Ở đây mình có thể ví von, đây cũng là một cái phiên mà giống như kiểu là một cái trạng thái sideways của VN-Index ở đây nè. Mọi người thấy nó là trạng thái hiệu chỉnh của thị trường, chúng ta gọi là trạng thái hiệu chỉnh. Hiệu chỉnh tức là trạng thái xu hướng tăng ngừng lại sau một cái đoạn tăng mạnh để củng cố cho cái xu hướng kế tiếp. Đấy, gọi là hiệu chỉnh. Thì thông thường đó, sau khi mà nó phá vỡ qua những cái đường neckline, những cái đường viền cổ này, thì yếu tố volume là yếu tố tiên quyết, và cũng như là yếu tố gì? Nó sẽ có những cái gap mở ra để phá vỡ cái xu hướng đó, và thông thường sau đó nó retest lại gap thì những cái gap nó sẽ không bị lắp lại, sẽ không bị lắp lại. Thì ở đây không chỉ là những cổ phiếu mà thì không chỉ là thị trường đâu, riêng cổ phiếu nó cũng sẽ có cái dạng như vậy. Anh chị để ý, riêng cổ phiếu cũng sẽ có cái dạng như vậy. Nên mọi người để ý là đây là giai đoạn sideways, tức là chúng ta thực ra chưa phá vỡ được cái xu hướng cân bằng của thị trường. Đấy, nó vẫn là trạng thái phân hóa, nó vẫn có những cổ phiếu tăng giảm đang xen với nhau, những cổ phiếu giảm thì kéo ngược thị trường xuống, những cổ phiếu tăng thì kéo thị trường lên. Mình chưa có một cái sự đồng thuận nhất định nào hết. Đó là lý do vì sao mà chúng ta thực sự chưa bước vào cái xu hướng tăng mạnh mẽ của thị trường khi mà chúng ta chưa chính thức vượt qua được cái vùng kháng cự này. Đấy, nên nhấn mạnh nhớ giùm em, ở trong cái nhịp hồi lên ở cái đồ thị giờ nè, ở trong cái nhịp hồi lên này, yếu tố volume vẫn là yếu tố tiên quyết. Volume vẫn là yếu tố tiên quyết, phải có sự tham gia nhiều hơn của khối lượng. Và tức là giá tăng vốn tăng đó, và một nhóm ngành mang tính đại diện. Một nhóm ngành là một trong ba điều được, hoặc là chứng khoán, hoặc là ngân hàng, hoặc là bất động sản, hoặc là thép, một trong bốn nhóm ngành đó. Nhưng mà ở đây hai nhóm ngành chúng ta đánh giá xác suất thấp, đó chính là ngành ngân hàng, bởi vì ngân hàng đã dẫn dắt sóng trước rồi. Và đoạn này ngân hàng thì đã đa số định giá cao không phải thấp. Thứ hai là ngành bất động sản. Bất động sản thì thực ra bây giờ đa số là neo ở biên dưới, nên để mà nó tạo sóng ngành thì cũng rất khó. Thì chỉ có chứng khoán hoặc là thép. Mà ông chứng khoán thật ra thì ông này ở giai đoạn hiện tại thì đa số những cổ phiếu ngành chứng khoán, không phải cổ phiếu nào cũng khỏe. Có những cổ phiếu nó rất tốt, nó rất khỏe, nó giữ giá do danh mục tự doanh của nó tốt, nhưng mà vẫn có những cổ phiếu lình xình ở bên dưới như kiểu VND. Tức là cái sự phân hóa của nhóm chứng khoán cũng cao, nên cái xác suất mà nhóm chứng khoán dẫn dắt thì nó cũng không phải là quá lớn. Nhưng mà để so sánh một trong, tức là trong bốn nhóm ngành đó thì chứng khoán và thép là hai ngành có khả năng nhất. Vậy thì ở trong cái đợt bull run đó thì phải có sự tham gia của một trong hai nhóm ngành, và cổ phiếu được dùng để làm chỉ báo. Em vẫn luôn dùng SI làm chỉ báo thôi. SI ngày nay bị bán, thật ra volume không lớn. Ngày hôm nay là phiên điều chỉnh giảm, giảm chưa tới 1%, áp lực bán không phải là quá lớn, thì chắc chắn là SI vẫn sẽ có nỗ lực để nó quay về để kiểm tra lại vùng 35 lần nữa. Bởi vì đó là cái ngưỡng, giống như là cái ngưỡng 1280 của thị trường, 1300 của thị trường vậy đó. Thị trường mà nó quay về nó kiểm tra là tầm 1290, 1300 thì SI cũng sẽ quay về kiểm tra là cái ngưỡng 1335 một lần nữa. Và như em nói là nó phải vượt qua được 35 đi kèm với lại khối lượng lớn. Chỉ cần nó có một cái phiên back
vượt hẳn qua 35 đi kèm với lại khối lượng lớn thì chắc chắn nó sẽ có giá 37-38, và khi đó thị trường chắc chắn sẽ có sóng, sẽ có sóng tăng mạnh hơn. Bởi vì những cái nhóm ngành khác khi mà nhìn thấy SI tăng như vậy thì người ta cũng tự tin hơn trong cái việc là kéo lên, và dòng tiền đứng ngoài cũng sẽ tham gia nhiều hơn. Đấy, thì đó là bản chất của thị trường ở giai đoạn hiện tại luôn, và gần như là tất cả những cái điều mà em nói với mọi người á, đó chính là những cái kinh nghiệm để mọi người có thể biết được là ở trong cái đợt hồi lên sắp tới chúng ta nên chú ý cái điều gì. Còn trong bối cảnh nếu cái đợt bull lên của VN-Index lần thứ hai này mà chúng ta quay về chúng ta kiểm tra là 1290-1295 mà chúng ta vẫn không có volume, chúng ta vẫn quay về retest cái vùng kháng cự đó bằng những cổ phiếu trụ chẳng hạn vậy, chúng ta vẫn kéo bằng Vietcom, chúng ta vẫn kéo bằng BIDV, bằng VIX, thì chắc chắn cái nhịp tăng đó sẽ không bền, và khi đó chúng ta cân nhắc cái nhịp tăng đó là để bán chứ không phải để mua. Cái nhịp tăng đó là để bán chứ không phải để mua. Đấy, thì mọi người nhớ giùm em cái đó, đó mới là thị trường ở giai đoạn hiện tại thôi ha. Đấy, còn tham gia cổ phiếu nào thì đó là mình cũng nói rất nhiều rồi. Đấy, không phải nhà hôm nay mới nói đâu, những cổ phiếu nào có sức mạnh giá khỏe hơn thị trường tập trung vào những cổ phiếu đó. Đấy, bên cạnh đó những nhóm ngành nào được hưởng lợi, những nhóm ngành nào được kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 2 tốt, bốn nhóm ngành chính mà chúng ta tập trung ở đây, một là thép, hai là bán lẻ. Bán lẻ thì mình có những mã mà hôm trước mình liệt kê rồi đúng không, MDG, BNG, DG World, BEP, vân à, rồi thậm chí là cả Hasaco cũng là bán lẻ. Mọi đồng ý với em không, Hasaco cũng là bán lẻ. Vận tải thì HAH là vận tải này, VSC là vận tải này, song song đó VSC thì ngày nay bị chốt lời tương đối nhưng mà khả năng vẫn sẽ quay về được khoảng tầm 22.23. VSC là vận tải nè, rồi có ai nữa, BVB cũng là vận tải đúng không, BVB cũng là vận tải, rồi VTO cũng là vận tải, ông này là vận tải dầu khí, vận tải dầu khí, BVT cũng là vận tải, nhóm này đều là vận tải, đó là vận tải nói chung, thì nhóm này được hưởng lợi khi mà cái giá cước vận tải đang tăng lên. Đấy, thì anh chị mình tập trung nhóm ngành, mình đánh vào nhóm ngành để cho anh chị lựa chọn cổ phiếu trong nhóm ngành đó thôi. Đấy, còn anh chị nào muốn được hỗ trợ nhiều hơn về danh mục về cổ phiếu thì tham gia được khách hàng của em để em hỗ trợ tư vấn mọi người ha. Thì anh chị nào mà đang xem video của em thì đừng có quên là bấm like video nha. Mọi người đừng quên bấm like video để ủng hộ em nè. Đó là về mặt tinh thần cũng như là cái động lực của em để em tiếp tục duy trì những cái video, những cái livestream hỗ trợ mọi người. Và ở phía dưới cái phần mô tả video thì em cũng có để thông tin liên hệ của em luôn, là Zalo và số điện thoại, thì dành cho nhớ anh chị nào mà đang có nhu cầu muốn tìm kiếm một cái người môi giới hỗ trợ anh chị mình ở trong quá trình đầu tư thì cứ kết bạn Zalo với em hoặc là trợ lý của em để được hỗ trợ tư vấn về mở tài khoản. Còn nếu mà đã có tài khoản rồi thì có thể chuyển cái ID đó sang em hỗ trợ và tư vấn cho mọi người, quản lý mọi người để tham gia được khách hàng của em. Và thêm nữa là anh chị nào mà có nhu cầu mà muốn tham gia vào cái nhóm cộng đồng á, thì mọi người có thể quét cái mã QR code ở trên cái màn hình, quét mã QR code này hoặc bấm một cái đường link ở dưới này. Hiện tại thì nó sẽ là cái room cộng đồng 5 rồi. Đấy, room cộng đồng 5 rồi, bởi vì em sẽ lọc room liên tục ấy. Cái room em thì sẽ duy trì đâu đó khoảng tầm 100-200 thành viên thôi và sẽ lọc room. Sau một thời gian mà nếu mà anh chị không có tương tác nhiều thì mình sẽ lọc room để dành cơ hội cũng như là dành cái không gian cho những anh chị khác chúng ta vào chúng ta trao đổi ha. Bởi vì đối với em thì một cái room nó có nhiều anh chị, tức là nó có nhiều những cái nhà đầu tư thực chiến hay những cái chia sẻ của mọi người thì đều là những cái kinh nghiệm xương máu của anh chị thôi. Thì nếu chúng ta trao đổi càng nhiều, chúng ta tương tác với nhau càng nhiều thì chắc chắn cái giá trị mà chúng ta nhận lại từ cái room đó nó sẽ càng nhiều. Đấy, em thì em vẫn khuyến khích tất cả mọi người thôi, cho dù là anh chị có tham gia room khách hàng hay không tham gia room khách hàng thì cái điều quan trọng nhất vẫn là cái việc mà chúng ta phải nắm vững được cái quan điểm đầu tư của mình, tại sao chúng ta đưa ra cái quyết định mua, cái quyết định bán đó, và chúng ta tự tin với cái quyết định đó. Còn nếu khi mà cần tham khảo, khi mà cần cái vấn đề quan tâm, hỗ trợ gì đó về chính sách chẳng hạn vậy thì có thể là liên hệ với em. Đây, còn về tư vấn cổ phiếu thì em vẫn sẽ hỗ trợ mọi người. Đấy, thì đó là cái quan điểm của em từ lúc mà em làm kênh tới bây giờ rồi, chứ không phải là anh chị nào mà là khách hàng thì em mới hỗ trợ, anh chị không phải khách hàng thì em vẫn hỗ trợ bình thường thôi. Đây, giống như đoạn vừa rồi, nếu anh chị nào mà tham gia ở trong cộng đồng vẫn có nhiều anh chị tham gia được rất là nhiều cổ phiếu ở trong cái list của mình đó, hay những cổ phiếu trong nhóm cổ phiếu mà khỏe so với lại thị trường đó thì nó vẫn tăng lần lượt, mà không phải là nó tăng một loạt đâu, có nó tăng từng ngày mỗi ngày một con, mà nếu anh chị cứ lựa những mã chưa tăng thì vẫn có cơ hội để kiếm được lợi nhuận khá là tốt ở đoạn vừa rồi ha. Đấy, thì đó là về nhóm ngành chung ở giai đoạn hiện tại. Còn đánh giá chi tiết về các cái cổ phiếu trong ngày hôm nay, thực ra là phiên ngày hôm nay cũng là một phiên mà cơ bản là đối với em thì nó là phân hóa thôi, cũng không có một cái nhóm ngành nào vượt trội. Thì để nói về cái điểm mua bán thì chúng ta vẫn tập trung vào những cái mã cổ phiếu mà nó có sức mạnh giá tốt, và cũng như là theo cái tiêu chí thứ hai của em là cái tiêu chí là chính là đi tìm những cổ phiếu mà có kết quả kinh doanh quý 2 tốt. Thêm một cái nữa nha, hay là cái chia sẻ về kinh nghiệm của em thôi, giống như em nói với mọi người đó là thị trường ấy, thị trường nè, thì em nói mọi người là thị trường chúng ta đang tăng ở nhịp 1, tức là chúng ta đang bước lên từ 1240 lên 1290 rồi bị chốt lời trở về. Vậy thì tức là ở trong thị trường có rất nhiều cổ phiếu đang tăng nhịp 1,
Đó là cái điều mà em muốn nói. Vậy thì song song với lại các cổ phiếu mà nó khỏe ở đoạn rồi, mình đã list hết rồi, mình đã liệt kê hết rồi, thì cái điểm mua kế tiếp mà chúng ta sẽ quan tâm là những cổ phiếu đang tăng tốt, bắt đầu bị chốt lời cái nhịp đầu tiên. Nhớ giùm em nha. Đang tăng tốt tức là sao? Hoặc là đang vượt đỉnh, đang ở bên trên, bắt đầu nhịp chốt lời đầu tiên, tức là sau một cái đoạn tăng mạnh bắt đầu bị chốt lời. CSV, CSV đúng không? Mọi người đồng ý không? Đây mọi người thấy không? Sau những cái đoạn tăng mạnh thì những cái phiên chốt lời đầu tiên thực tế nó chỉ là nhà đầu tư cá nhân bán ra là chính. Nên thông thường thì đã sau những cái phiên này thì nó vẫn sẽ mở ra cơ hội để mọi người đánh được. Ví dụ nếu có chiết khấu về tầm 35-36 thì vẫn trade về lại 40 bình thường. Đó là cái đầu tiên. Đấy, không chỉ CSV, những cổ phiếu nào mà đoạn rồi đang chủ động bừng lên, đang ở biên trên, đang ở nhịp 1, đang tăng tốt, đang có momentum đà tăng tốt thì chắc chắn lượng tiền đứng ngoài vẫn sẽ chờ tham gia đối với các cổ phiếu đó. Nên khi nó bị chốt lời thì nó vẫn sẽ mở ra điểm mua. CSV là một ví dụ thôi nha, không chỉ riêng đâu, những mã như DCM cũng vậy thôi, những mã này vẫn đang nhịp 1 mà, đúng không? RI cũng là nhịp 1 này, nếu RI có bị chốt như nãy em nói. Và tức là đây là một dạng thứ hai, nhưng mà dạng này là dạng trading nó ngắn hơn một xíu, tức là dạng này thường nha. Thường cái target mà em dành cho những anh chị mà quan tâm đối với lại cái kiểu đánh này á, mình quan tâm cái target từ đây đến đỉnh cũ thôi. Ví dụ từ đây đến đỉnh cũ 6% thì mình trade 6-7% cũng được. Đó là dành cho những anh chị nào mà thích trade ngắn. Còn những anh chị nào mà gọi là xác định nắm giữ lâu dài đối với cổ phiếu đó thì nên chia ra nhiều lần mua. Chia ra nhiều lần mua tức là sao? Bởi vì gần như 80% chúng ta kỳ vọng là nó sẽ quay lại đỉnh cũ. Nhưng mà quan trọng nó có vượt đỉnh hay không thì mình không biết. Thì bây giờ nếu mà chúng ta xác định là chúng ta nắm giữ lâu dài đối với cổ phiếu đó, chúng ta đánh giá rằng nó còn tiềm năng. Chúng ta chia ra những lần mua đầu tiên là những lần mua mà chúng ta lấy vị thế ở lúc mạnh điều chỉnh giảm. Và chúng ta sẽ mua thêm khi nào? Mua thêm khi bắt đầu vị thế ban đầu chúng ta có lãi. Cái vị thế ban đầu chúng ta có lãi đâu đó khoảng tầm 4-5% thì mình có thể mua thêm một cái lượng vị thế tương đương như vậy. À thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái giá vốn tương đối tốt để chúng ta gì? Để chúng ta follow cái nhịp mà nó test lại đỉnh cũ, và khi nó vượt đỉnh thì mình sẽ gia tăng thêm. Đấy, thì đó là cách để chúng ta mua đối với các cổ phiếu mà chúng ta đánh giá rằng là nó có tiềm năng lâu dài. Còn nếu mà xác định trading thì mình vào cái phần trading của mình luôn. Lăn quanh cái nhịp chiết khấu của nó chỉnh được khoảng tầm 6-10% mà đẹp. À, chỉnh từ 6-10% mà đẹp từ đỉnh cũ thì khi đó chúng ta kỳ vọng rằng cái nhịp bull nó cũng sang được khoảng tầm 6-10% thôi. Đó là về thị trường á, đó là cái cách mua ở điện ở đoạn này nha, chỉ riêng đoạn này là đánh được kiểu này thôi. Chứ nếu mà đoạn khác thì hên xui, tùy đoạn. À, nhưng mà những cái đoạn mà nó đang buông tốt, đang có momentum, đang có đà tốt mà khi bị chốt xuống thì chắc chắn sẽ có rất nhiều cơ hội được mở ra. À, đối với cái dạng cổ phiếu đó à, thì mọi người hãy tìm những cổ phiếu đó để mình tham gia. À, đó là cái kinh nghiệm của em ở trong những cái đoạn mà thị trường bị bán, à, thị trường điều chỉnh giảm ha. Rồi, đó là về thị trường thôi. Còn ngày hôm nay thì mình có lẽ cũng sẽ không đánh giá chi tiết nhiều những cái nhóm ngành, mà thực ra thì ngày hôm qua mình cũng nói khá là nhiều rồi và nó cũng không có sự khác biệt lắm. Nó ông nào yếu thì vẫn yếu, bất động sản ở bên dưới thì ông vẫn lên sàn. Riêng những ông như DSG hôm nay sau một cái phiên giảm mạnh mà ông này đi ngang thì kiểu gì hôm nay cũng sẽ có thêm những cái đợt bán xuống tiếp. À, đó là cái mà em nói, nó phải có độ đàn hồi. Độ đàn hồi rất quan trọng. Thường quá trình tạo đáy, cái phiên tăng đầu tiên luôn luôn phải là một phiên tăng gần trần hoặc là tăng trần, biên độ càng lớn càng tốt, bởi vì lúc đó là lúc mà nó giống như kiểu là nó sẽ tạo ra một cái sự bất ngờ cho nhà đầu tư vậy đó. Nhà đầu tư cá nhân lúc đó cũng sẽ không dám mua lại sớm. À, đối với lại những cổ phiếu đó đâu. Ờ, hay là đối với lại nhóm chứng khoán thì vẫn là sự phân hóa đối lập với nhau. Ông nào mà có danh mục tự doanh tốt thì ông đó được hưởng lợi nhiều về dòng tiền, cũng như là ngắn hạn thì chúng ta đang trông đợi nhiều vào cái kinh doanh. Mà đối với chứng khoán thì chưa gãy liền đâu, những ông mới bật lên đoạn rồi như FTS hay là CTS hay là vân vân MBS cũng vậy. Như ông này cho dù có bị chốt xuống thì vẫn còn tiền đứng ngoài để mua, giống như VDS trong việc cũng vậy. Hay là ông SI này, SI thì yếu hơn ông SI, thực ra ông này yếu so với lại những cổ phiếu khác trong ngành. À, nhưng mà tất nhiên là ông này, bởi vì ông này hơi lớn thì ông này bị ảnh hưởng ít nhiều bởi ông VND, bởi vì ông đi ông kém, ông VND thực tế là ông kém, ông VND là bị ảnh hưởng nhiều bởi cái vấn đề liên quan tới tài chính, cấu trúc doanh nghiệp, ông này cơ cấu doanh nghiệp và cũng như là các khoản mà đầu tư của ông này á, ở Trung Nam á, nó là một trong những cái ảnh hưởng rất là lớn đến cái niềm tin của nhà đầu tư lên cổ phiếu này luôn. À, nên mới nói là đối với lại những cái mã này thì thằng này bắt đáy rất là khó, không nên bắt đáy. Nếu mà đã tham gia thì hoặc là ưu tiên tham gia ông đầu ngành nhiều MSCI, MHCM. Còn không thì tham gia những ông mà nhỏ nhỏ nhưng mà có cái kỳ vọng kết một cái doanh tốt, chứ đừng có tham gia những cái ông mà đang gặp vấn đề rắc rối như DSG này, DSS này, Novaland này, rồi thậm chí là cả VND này, những cái mã cổ phiếu mà em thường nhắc mọi người tránh thì mọi người tránh giùm em. Đấy, thị trường chúng ta có 1.700 cổ phiếu, nếu tính là có thanh khoản tốt thì chắc khoảng tầm 200-300. Trong 200-300 đó thì về cơ bản mà chúng ta có rất nhiều cơ hội tham gia, chúng ta sàng lọc qua sàng lọc lại thì không bao giờ thiếu mã độ an toàn cao đâu. À, an toàn ở đây em nói là về an toàn doanh nghiệp ấy. Em không cần nó outperform, em không cần nó quá tốt đâu, ít ra nó phải an toàn, tức là nó sẽ không có rủi ro liên quan tới gọi là vỡ nợ hay là liên quan đến những cái vấn đề lớn ấy. Chứ nếu mà bây giờ mình mua doanh nghiệp mà mình cứ thấp thỏm lo âu rằng ngày mai nó có phải phá sản hay không thì lúc đó tâm lý mình rất là yếu, và mình cũng sẽ không nắm giữ được cổ phiếu lâu dài đâu.
Còn về chứng khoán thế giới thì hiện tại theo cá nhân em đánh giá thì tất cả đều đang hướng về cái đợt giảm lãi suất đầu tiên của Fed thôi. Thì cũng có nhiều quan điểm cho rằng là nếu mà giảm lãi suất xong rồi thì còn còn cái động lực gì nữa hay không? Tức là có khi nào là khi giảm lãi suất xong thì thị trường sập luôn hay không? Thì thật ra đó cũng là một cái góc nhìn. Nhưng mà nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào cái câu chuyện đó chính là cái đợt giảm lãi suất đó nó được phát biểu như thế nào, nó được diễn ra trong cái bối cảnh như thế nào. Đấy, nếu cái đợt giảm lãi suất đó nó được diễn ra trong cái bối cảnh mà nền kinh tế nó vẫn ok, tức là nó vẫn không quá tiêu cực, thì em nghĩ là nó cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn lên thị trường cũng như là về tâm lý nhà đầu tư. Nhưng mà trước mắt thì mình biết rằng là từ đây cho tới thời điểm đó nó khoảng tầm đâu đó 1 tháng hơn nữa thì mình sẽ được hưởng lợi từ cái yếu tố tâm lý đó. Bởi vì theo cái thống kê từ quá khứ thì hầu hết những cái tháng trước 1 tháng thời điểm mà Fed cắt giảm lãi suất sau một cái đoạn mà neo lãi suất cao thì thị trường tăng rất là tốt. Thì đó là về thống kê. Thì em nghĩ rằng đó cũng là một trong những yếu tố để ủng hộ cho chứng khoán Mỹ. Hiện tại chứng khoán Mỹ thật ra vẫn đang rất là tốt thôi, thậm chí chưa có đỉnh. Nasdaq SP 500 thì vẫn chưa có đỉnh, ông Dow Jones thì hơi lên sân một xíu. Rồi chứng khoán châu Á thì vẫn tăng tốt nha, ông Nhật Bản đang bước lên này, ông Nhật Bản bước lên rồi tới ông Ấn Độ bước lên đấy. Nhật Bản hiện tại thì cũng gọi là đang ở trong giai đoạn gọi là đi mò đỉnh mới thôi, này thì gọi là quá vượt trội đoạn vừa rồi, bước một mạch từ cái nền 38.000 lên 42.000, giống như kiểu sideways của VN-Index mà thôi, bắt đầu bước mạnh lên thì ông Nhật Bản cũng khá là mạnh. Rồi ông Ấn Độ cũng đang gọi là đi đi dò đỉnh ở phía trên. Đó là lý do vì sao mà cá nhân đánh giá thì nếu mà xét về chứng khoán thế giới thì mình cũng không có quá nhiều cái để lo. Hiện tại thì tất cả đều ủng hộ cho cái xu hướng tăng. Nhưng mà vấn đề là đúng là ai cũng kỳ vọng vào cái đà tăng, thì để mà nó tăng lên một cách bền vững thì luôn luôn nó sẽ có một cái gap bỏ rơi ấy, thường là như vậy đó. Để nó tạo ra cái sự tiếc nuối và nó khiến cho cái lượng nhà đầu tư đó phải mua lên cái giá cao hơn. Nên đó là lý do vì sao mà em vẫn đánh giá rằng ở trong cái đợt mua lên của thị trường lần thứ hai á, cái đợt mua lên mà nó quay về nó kiểm tra là 1.280, 1.300 á, nó có một cái gap up thì càng đẹp, tức là vừa cản bằng gap up, vừa cản bằng gap up thì càng đẹp. Và có volume nha, volume là yếu tố đầu tiên, có gap thì càng tốt thôi. Còn nếu mà không có gap mà có vol đóng nến được ở phía trên kháng cự vùng cao thì vẫn tốt. Quan trọng là volume, nó phải có sự đồng thuận nhất định của volume, có sự tham gia của nhà đầu tư. Và ít nhất một trong ba cái nhóm ngành mang tính đại diện như là chứng khoán, như là thép, như là bất động sản, thì khi đó thị trường chúng ta khả năng vượt kháng cự là gần như là 90%, tức là người sẽ sống vượt đỉnh là rất là cao khi mà chúng ta có những cái yếu tố đó hội tụ. Còn nếu thiếu một trong những yếu tố đó thì gần như cái xác suất vượt đỉnh chỉ là 40% thôi. Đó là cái quan điểm của em, tức là lúc đó thấy nó đi lên thì lại bán xuống chứ không phải là để mua nữa. Mọi người nhớ cái đó giùm em ha. Thì đó là cái nội dung chính mà em muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay thôi. Thì cảm ơn chị rất là nhiều vì đã dành thời gian để theo dõi cũng như là ủng hộ kênh. Thì hy vọng là video ngày hôm nay đã cung cấp cho anh chị một góc nhìn tổng quan, trực quan và khách quan về thị trường ở trong phiên ngày hôm nay, cũng như là về cái danh mục mà anh chị đang nắm giữ, để mọi người có một cái phương hướng chủ động xử lý do cho cái danh mục của mình ha. Cảm ơn chị rất là nhiều. Anh chị nào mà xem video thì đừng quên bấm like video này nha, subscribe kênh, đăng ký kênh nếu chị chưa đăng ký. Bởi vì theo thuật toán YouTube thì nó sẽ hỗ trợ đề xuất những cái video mà có nhiều like nè, cũng như là có nhiều bình luận nè. Nên chị nào mà xem video thì ngoài việc bấm like có thể ủng hộ em bằng cách là bấm để lại một cái bình luận ở dưới này về cổ phiếu mà anh chị quan tâm, hay là về thị trường, hay là những cái vấn đề liên quan đến thị trường, hay đơn giản là chúng ta chào nha, chúng ta tương tác với nhau thôi, để giúp cho video các em được đề xuất nhiều hơn á. Đến như chị khác, em có để thông tin của em là số điện thoại Zalo, anh chị nào mà có nhu cầu muốn được hỗ trợ tư vấn về cổ phiếu và danh mục có thể là kết bạn Zalo với em á, hoặc là trợ lý của em để được hỗ trợ tư vấn. Thì cảm ơn chị rất là nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở trong cái video kế tiếp. Mọi người có thể quét cái mã QR code ở trên màn hình hoặc là bấm vào cái đường link dưới này để tham gia vào cái nhóm cộng đồng của em nha. Thì tạm biệt mọi người, chúc anh chị có một cái buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân.